kính chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em giới thiệu với tất cả cô chú anh chị mình nguyên một lô bằng lan hoa tím lá nhỏ. Giá nói chung là giá rất là mềm nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 1 ít nha. Em đo thông số chiều cao của cây bằng lan này ha. 85. Hàng này là hàng khai thác nha cô chú anh chị. Dạ, cái này cũng tầm hơn tháng ngoài 2 tháng rồi. Cây sống ổn định rồi. Bệ thì bệ liền nha. Phía dưới thì có bú nhẹ luôn ha. Em đo thông số. Tổng bệ là được 100. Đó. Trừ heo giật lại 10 phân luôn đó. 10 cm. Rồi, mã số 1X, em giao lô bao phí ship đến cô chú anh chị mình giá hữu nghị cây này 1.400.000. Ship không là 400.000, 400-500.000 cây này vậy đó. Hai người khiêng còn rất là nặng luôn á. Dạ, tới nhà thì em bỏ phí ship ra. Đây, số điện thoại của em là 0939700449 nha cô chú anh chị. Chim hồng 2X. Tổng cao của cây này nha là được 75. Hàng bọng lũa thép nha cô chú anh chị. Cứng sành hết trơn rồi. Cây này là tụi em bó bầu, bầu thì dâm ủ. Về cô chú anh chị mình thêm giá thể trồng như những cây kiển bình thường giúp em nha. Nhưng mới ban đầu thì mình phủ cái đất trồng cây lên cao cao giúp em ha. Em đo tổng cái thân như thế này nha. Rồi, tính 90. Mấy cây này của chú anh chị mình ha, lại tới vựa thì cũng không có giá này luôn. Rồi, 1.300.000 đồng bao phí ship. Cây rất là nặng, hai người khiêng mà cũng không nổi luôn. Mà số 4X. 3X nha, 3X. Cây này bọng luôn nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được 50. Hàng hôm nay giá xả. Tổng thân này em báo được 90. Đó. Về giờ làm sơ lại cái là bắt đầu chơi. Hoa nguyên thủy của nó cũng rất là đẹp. Đệ nhất hoa tím bằng lăng. Có nguyên một cái bài ca của cây luôn. Rồi. Bọng tới chân. Rồi, cái này em giao lưu tới cô chú anh chị mình có giá là 800.000 đồng mã số 3X, 800.000. Mã số 4X. Chim. Tổng cao nha. Cao em đo cây này là được 82. Mấy cái chồi này nó già lại, cái bắt đầu là nó sẽ cho hoa nha cô chú anh chị. Nó cơi đọt đầu tiên nó sẽ không theo mùa. Cây rất là lớn và nặng. Phí ship của tụi em cũng rất là cao. Nhưng do chỗ em không có cái chỗ để nuôi lại á, cho nên lâu lâu em ra một tuần em có thể là một ra một clip xả để cho cô chú anh chị mình tri ân cô chú anh chị mình luôn. Dạ, hàng bọng luôn. Bọng nhưng khá là đẹp nha, chứ không phải là hàng mục lũa gì, mục hư gì nha. Nè, cái hang động. Rồi em kéo bệ ngang thôi nha cô chú anh chị. Bệ ngang như thế này được 68. Đây là cái mặt dựng của nó nè, bú rất là đẹp. Về mình thêm giá thể trồng ngay ngắn rồi đó, lợi đàng hoàng nha. Rồi, cây 4X em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1.700.000. 1.700.000, hồi đó cây này bán là khoảng tầm 2 triệu mấy, 3 triệu. Mà số 5X. Cây này hạng cốt nè, đặc nha. 47 là cao của cây.
cây dâm ủ sống khỏe rồi. Cái này mình về mình chơi cành bay cũng ok, cành trực cũng ok luôn nha. Như thế này em đo được 25. Rồi, cây này giá là 500 ngàn nha cô chú anh chị. 500 ngàn mình bao phí ship. Dòng này thì đang được chơi rất là đại trà. Hoa rất là đẹp. Cây 6X. Chim mẹ lên đi. Đây, rồi. Cây 6X. Tổng chiều cao em đo được 40. Cây này giá 500 luôn. Chồi nào chồi nấy mập mập không hả cô chú anh chị. Tổng như thế này em đo được 60. Hàng lũa luôn nha. Bể thì bể liền đặt. Giao lưu chỉ 500 ngàn. Chỉ 500 ngàn đồng. Cây mã số 7X. Cây này giá 400 luôn. Tổng chiều cao 49. Cái gì? Ừ, 400 ngàn đồng. Cây rất là quái nha, hai cái thanh này dính với nhau. Như thế này em đo được 30. Em giao lưu chỉ 400 ngàn. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc. Cây này 400 luôn. Hàng rất là nặng nha cô chú anh chị. Hàng cồng kềnh thì phí ship tụi em cũng khá là cao đó. 50 là tổng chiều cao. Cây nu quái. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ, hàng khai thác miền núi rừng á. 20 tổng thân. Chỉ 400 ngàn đồng em giao lưu toàn quốc nha. Số điện thoại và Zalo của em là 0939700449 nha quý cô chú anh chị. Mà số 9X. Cây này giá 500. Tổng chiều cao em đo được 42. Tán em đo là 40. Giá này em không thể giảm được, mong cô chú anh chị mình thông cảm nha. Giá em báo có thể là lỗ phí luôn. Chạm đáy rồi. Dạ. Rồi cây này hiện tại mình về khai thác là cái bú đặt ở dưới nè, 22 tổng thân. Bú tròn ha. Rồi giao lưu bao phí ship 500 ngàn đồng. Cây mã số 10X nha. Ngã tao. Đây nè, ừ rồi. 10X. Tổng chiều cao em đo được như thế này là 65. Cây bao da như thế này thì cô chú anh chị mình khỏi sợ ha. Rồi cây này em báo bọng đi nha cô chú anh chị. Nó bọng không có sâu nhưng em báo bọng luôn. 50 là tổng hoành thân của cây bằng lăng rừng mã số 10X nha. Đây. Chọn gói em giao lưu cây này chỉ 600 ngàn đồng. 600 ngàn đồng bao phí ship tận nơi. Rồi cây này em báo 600 ngàn luôn. Tàn rừng rất là đẹp. 42 là tổng cao. Tàn em đo là được 35. Cái này mình có thể về ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái nha. Chơi nguyên thủy thì rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mà người ta hay ghép lên cho nó xiên hoa. Rồi như thế này em đo là được 55 bệ. Chỉ 600 ngàn đồng. Mà số 11X. Mã 12X. Rồi được rồi. Rồi tổng chiều cao em đo được bể này là 40. Bể này về của chú anh chị mình làm lại nha. Tàn bể là tàn trên là 40. Còn cái đường kính bầu như thế này em đo là được 50. Tròn thì cũng khoảng 80 đến 100 á. Mã 12X. Rồi do cái lũa không đẹp cho nên em báo giá xã hữu nghị 600 ngàn luôn. Rất là nặng luôn của chú anh chị ơi. 12X 600 ngàn ha. 13X.
Rồi cây này ba thân tam tài từ nhỏ đến lớn luôn, giá là 500. Tổng cao em đo được 48. Tổng tán phía trên như thế này là 38. Em đo tổng 3 thân cái nha. Tổng 3 thân như thế này em đo chuẩn là được 40. Rồi 13X em giao lưu 500.000. 14X em giao lưu 600.000. 44 là tổng chiều cao. Giá này em bao rẻ hơn ở vựa nữa cô chú anh chị. 35 là tổng tán ngang. Em còn bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị luôn. Mà bán hàng thì có trách nhiệm đâu đó đàng hoàng. Bảo hành sống luôn. Bảo hành sống cho cô chú anh chị mình ha. Bệ này em đo chuẩn được 55 nha cô chú anh chị. 14X 600.000 đồng. Em thông báo lại là clip này clip xả cho nên giá này em không giảm được. Cô chú anh chị mình thông cảm giúp em nha. Nói chung là giá rất rất là mềm sát, lỗ phí ship nữa cô chú anh chị. 5 cây trở lên thì mới có. Dạ, giảm chỉ 100-200 ngàn thôi. Thì cô chú anh chị mình cũng tham khảo giùm em nha. Nói chung là giá này cô chú anh chị không có mua ở đâu được hết trơn á. 48 là tổng cao. Đó, ở vựa mà mình lợi mình mua 1-2 cây giá nó còn cao ngất ngưỡng nữa. Còn này bao phí ship tới nhà của chú anh chị mình khỏi cần đi đâu hết. 48, ủa lộn, 45. Rồi cây này giá 500.000 mã số 15X. Nhắc lại là một dòng hoa tím lá nhỏ da ổi nha của chú anh chị. Dòng này thì bán rất là chạy nha. Mã số 16X một cặp. Đáng lẽ cây này là bán lẻ cũng ok nha. Nhưng mà em lên cặp luôn cho cô chú anh chị mình. Mình chốt một cặp thì hữu nghị 50 là tổng cao của cái cây bên đây. Rồi 30 là tổng chiều cao của cây bên đây. Có nhánh bay và hiện tại hàng nu bú rất là quái cây. 16X em đo cái thân đại diện nha. Cái thân đại diện của cây bên đây là được 18. Bên kia khoảng tầm 17-16. Rồi em giao lưu hai cây này tới của chú anh chị mình chỉ 600.000 hai cây. 17X cuối clip của em nha. Hai cây bay mà hàng tàn rất là đẹp luôn. 36 cao của cây bên đây. Còn cây bên đây là được 20. Tàn san hô về chơi bonsai rất là đẹp. 20 là tổng thân bên đây. Thân bên đó khoảng tầm 12. Rồi chọn gói em giao lưu là 600.000 đồng mã số 17X. Rất cảm ơn cô chú anh chị mình đã tin tưởng và ủng hộ em nha. Thì rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của chú anh chị mình trong clip này. Và hẹn lại clip tới trên kênh LTK Bonsai. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại của chú anh chị mình ạ.